kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn xem tiến độ dự án The Sun Tower và Grand Marina. Trong thời gian gần đây, ai đi ngang đoạn đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh sẽ thấy một khung cảnh thi công vô cùng nhộn nhịp, số tầng và kính của các tòa nhà hoàn thiện rất nhanh, có thể nói là một điểm sáng của tình hình bất động sản hiện tại. The Sun Tower cũng đã được thi công lắp kính, các bạn có thể thấy kính của tòa tháp nhìn rất đẹp và sang trọng. Hệ phơ sát có các đường màu nâu nên khi hoàn thiện sẽ nổi bật giữa rừng tòa nhà kính màu xanh bên cạnh. Hứa hẹn khi hoàn thiện tòa tháp sẽ điểm nhấn nổi bật nhất bờ Tây sông Sài Gòn. Theo như ghi nhận được, The Sun Tower đã thi công đến sàn tầng 30, lõi thang máy đến tầng 36. Lúc video được quay là 6 giờ sáng, nhưng theo mình thấy thì dự án đã có công nhân thi công. The Sun Tower có chiều cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, chiều cao là 240 m, vị trí phải gọi là vô cùng đắc địa, hội tụ đủ 3 tiêu chí nhất cận thị, nhị cận giang và tam cận lộ. Điểm nổi bật trong thiết kế của tòa tháp là khối vườn treo, nằm ở độ cao từ tầng 35 đến tầng 43, sẽ là nét chấm phá độc đáo, có 102 và sẽ là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố. Tiếp theo là dự án Grand Marina Sài Gòn. Ba tòa tháp trong dự án lên tầng rất đều đặn, đồng thời cũng được lắp kính và thi công máng đèn LED bên ngoài. Tiến độ lần lượt từ tòa cao nhất là 46, 45 và 34 tầng. Kính của các tòa tháp thì cũng đã lắp được khá nhiều. Grand Marina Sài Gòn là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu tọa lạc tại vị trí vàng giữa trung tâm thành phố. Hồ Chí Minh và ven sông Sài Gòn do Masteries Home phát triển, gắn liền với hai thương hiệu Marriott và JW Marriott. Sở hữu vị trí ven sông độc đáo và giàu tính lịch sử, Grand Marina Sài Gòn sẽ được phát triển thành một khu phức hợp quy mô lớn với chức năng nhà ở, văn phòng và khu thương mại. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.